Nhưng không phải, tại vì Đăng Trường mới nói là hát vì khúc thì phải cho Đăng Trường đứng với tay trái. Tại vì đứng trên sân khấu là như vậy. Đúng rồi. Ủa vậy lúc đó là em đứng bên tay phải hả? Đúng rồi, biết chưa? Liên quan gì với nhau nhỉ? Mỹ Châu thì đứng bên tay phải đúng không vậy? Thì sân khấu nhìn xuống Hòa Bình là Mỹ Châu! Mỹ Châu ơi! Mỹ Châu! Yeah.
Phải nói rằng là nhiều bài lắm ha, nhiều bài. Nhiều bài lấy mọi người muốn nghe bài hát gì vậy? Thật ra là cảm thấy vui vì tất cả quý vị cũng còn yêu mến cái ca khúc này rất là lâu, và Trường với Ly ít khi nào được hát lại lắm, lâu lắm rồi, cho nên là hai đứa không thể hát hết trong những cái bài này. Mà hôm nay thì nhiều khi trong thời hạn có lượng phải không? À, quên thời lượng có hạn. Có lượng, sự lượng. Quên, xin lỗi quý vị. Cho nên là Cẩm Ly hy vọng rằng sẽ có dịp, sẽ còn rất là nhiều dịp Cẩm Ly và Đan Trường kết hợp để hát lại những cái ca khúc mà quý vị yêu cầu đã rất rất lâu rồi mà quý vị vẫn còn yêu mến. Cho hôm nay trong trong thời lượng có hạn, Cẩm Ly và Đan Trường sẽ cố gắng. Ủa, trong thời hạn có lượng hả? Trong thời lượng có hạn. Trong chim sao mồ côi anh thương thì anh đợi đêm đắng cò thang nghe ai tai tê lòng người. Ai mà dám phụ đó nè. Bài này cũng có vài nơi hát rồi, nhưng mà có rất nhiều bài chưa bao giờ hát. Lê Lý Trường có rất là nhiều bài được quý vị khán giả yêu mến, nhưng mà tại vì hai người hai ngã hai nơi. Xin cảm ơn. Cảm ơn nhiều. Chị em ơi, vầng trăng đã khép kín, gọi nhau mãi chỉ để thêm đau. Em ước mong cơn mưa xóa tan đi cuộc tình, để lại đây dấu chân đôi tình nhân. Từ khi anh ra đi về nơi rất xa, đàn chim bé ru bay về phố cũ. Hà xa nhau lâu nhau còn hơn.